xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình với lại chị Thu ở nhà nên là không có việc gì làm ngoài chuyện nấu ăn. Nên là chị Thu đã nãy đến định chị Thu nấu tteokbokki. Và mình đã xin chị Thu 15 phút để phỏng vấn chị ấy về chuyện làm nghiên cứu ở Pháp. Thì kế bên mình là cô giáo dạy trong trường Insight nha các bạn, rất là kinh khủng khiếp. Nhưng mà hôm nay cô giáo có vẻ hơi bụi bặm tí xíu. Không phải ngày nào cô giáo cũng vậy đâu các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn biết tại sao chị Thu lại có cái layout makeup này thì các bạn nên lên kênh YouTube của chị Thu để xem chị Thu chuẩn bị ra video mới nào nha. Nói là phải có ăn. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ ăn món hơi nghiêng một chút. Đó. Tteokbokki này là siêu nhiều topping nha. Có cá, có xúc xích, có poivron. Bon appétit. Mời các bạn. Cứ ăn trước đã xong rồi em sẽ hỏi chị sau. Thế bây giờ đại khái là mình với chị Thu chơi chung nhau cũng phải hơn 5 năm rồi. Nó thiệt lắm. Hơn 5 năm rồi. Bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo. Ok, thì mình vẫn đang học, còn chị Thu thì chị đã đi làm nghiên cứu rồi. Cho nên hôm nay chủ đề mình sẽ hỏi chị Thu về tất cả những việc liên quan tới việc nghiên cứu ở Pháp. Đầu tiên thì chị Thu sẽ giới thiệu với các bạn là chị Thu đang làm nghiên cứu năm mấy và làm về ngành nào nha. Thì thật ra nói là nghiên cứu thì cũng không chính xác lắm lắm. Tại vì theo định nghĩa Việt Nam thì nghiên cứu là đi làm nghiên cứu á. Chị thì đang làm tes, làm Việt Nam gọi là PhD, làm tiến sĩ á. Cái base ở cái laboratoire ở Insight, nhưng mà trường Econ Doctoral ở Tây Nguyên. Thì chị đã làm tes được năm nay, năm cuối rồi, gần xong rồi. Vẫn chưa xong. Và chị làm thì là liên ngành quản tin, xử lý hình ảnh y tế. Vậy thì bây giờ chị giới thiệu luôn là ngày xưa lúc mà chị học ở Insight là chị học khoa nào đi? Ngày xưa chị học Insight thì chị học khoa Bioinformatics and Modelization, tức là khoa gì nhở? Sinh tin à? Tiếng Việt gọi là gì? Công nghệ sinh học, công nghệ tin học, ứng dụng vào công nghệ sinh học. Dạng lại như thế. Nói chung là nó không khác học mà informatics là mấy, học không khác học tin, học lập trình, chị cũng học lập trình, học thống kê, học thống kê, nhưng mà tất cả mọi thứ đấy học là để áp dụng vào cho dùng cho tin học và cho bệnh viện, cho các cái ứng dụng trong y tế. Đó. Ok. Thì cái ngành này ở bên đây chị thấy là có nhiều người học không? Người Việt Nam nhá. Khá là ít, không nhiều đâu. Người Việt Nam ít. Nhưng mà đại khái là trường chị cũng có nhiều sinh viên châu Á mà, sinh viên Việt Nam mà. Trường sinh viên châu Á, nhưng mà ngành công nghệ sinh học ở Insight thì mỗi năm chỉ lấy có tầm 50 người không? Rồi cũng chỉ được thì đấy, bây giờ mỗi khóa chắc có tầm 1 đến 2 người học học khoa Bioscience là cùng lắm. Còn năm không có ai. Để nói cho các bạn biết đó, thì cái trường Insight mà tụi mình nói tới đó là Insight Lyon. Insight thì nó là một trường kỹ sư. Thì ở Insight khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Cho những ai mà muốn học ngành kỹ thuật ở Pháp thì mỗi năm thì Insight sẽ lấy khoảng tầm 15 đến 20 học sinh Việt Nam sang đây học. Khi mà mọi người sang đây thì mọi người sẽ học một cái 2 năm dự bị. 2 năm dự bị đấy thì sẽ học tất cả các môn toán lý hóa, vẽ kỹ thuật, làm la la. Tức là các em sẽ phải đụng vào tất cả những cái môn, tất cả các môn kỹ thuật có thể tưởng tượng ra, và một chút thêm cả tiếng Pháp, tiếng Anh, thêm thể dục các thứ, học đại cương. Đúng rồi, học đại cương. Nhưng mà thì như thế thì em sẽ đụng vào những cái môn mà mình không giỏi và mình cũng không thích. Kiểu như thế. Thật sự là cũng rất hiếm người in ra là kiểu điểm tất cả các môn đều phới bay cao, rất hiếm luôn. Cùng mỗi năm chỉ có tầm sẽ có khoảng tầm 2-3 người như vậy, chứ còn đa phần mọi người sẽ thường sẽ chích một 2 môn. Và trường Insight thì thường là có là hệ thống ở Pháp luôn, phải có đến 20 trường. Đâu? 20 năm 6 rồi đó. Nhưng mà trường Lyon mà trường có nhiều sinh viên quốc tế nhất, chị trường cũng nổi tiếng nhất không phải không? Đúng rồi, là trường nổi tiếng nhất, là trường được mọi người đánh giá khá là cao. Thì Insight đấy thì học 2 năm đại cương xong thì sau đấy sẽ chọn khoa. Thì nhiều thật ra mọi người cứ bị chọn khoa thì mình biết học cái gì để học, nhưng thật ra thì chọn khoa nó cũng giống như Việt Nam thi ấy, là phải có đủ điểm thì mới vào được khoa đấy cơ. Nó hoang mang lắm. Nhiều lúc không nếu mà không chọn đúng khoa thì thật sự là theo các anh chị khuyên thì nên đổi trường. Thật sự mọi người đừng cố đắm ăn đâu xôi là Insight làm gì nếu mà thật sự không chọn khoa đúng. Thì đã có rất nhiều anh chị có kinh nghiệm đau thương về việc chọn cố học cái ngành của mình. Thì nói chung là học Insight xong thì sẽ có cái bằng tên là
một bằng tương đương với bằng master, học master xong thì mọi người có thể đi làm PhD. Bây giờ điều kiện để tìm ra một cái sujet de thèse, có nghĩa là cái đề tài nghiên cứu là gì? Thì bắt đầu từ tháng 1, tháng 2 gì đấy, nhiều nhất là tháng 5 thì sẽ bắt đầu sẽ có rất nhiều labo. Mình sẽ post lên mạng, đa phần ở trên mạng đó. Thì mọi người sẽ lên đấy sẽ tìm Google trên có sẽ có một vài trang web cho từng ngành cố định ấy. Thì lên cái trang web của ngành mình đấy thì với cả ở trường cũng sẽ gửi cho rất nhiều những cái sujet de thèse để cho mọi người lựa chọn. Đăng ký thì đúng hơn là lựa chọn. Thì sau đấy thực ra thì nếu mà làm test nghiên cứu thì mình khuyên là mọi người nên nghĩ đến cái việc là làm stage trước ở cái môi trường đấy. Hai yếu tố rất quan trọng của test đấy chính là đề tài và người gọi là gì, giám đốc hoặc người phụ trách của mình ấy. Cái đấy rất quan trọng luôn. Cái chủ đề mình thích đã là một chuyện, nhưng mà cái người mình làm việc cùng trong vòng 3 năm thì nó là một chuyện khác. Thầy hướng dẫn, đúng rồi. Nó sẽ là một cái phạm trù khác, và cái môi trường làm việc trong cái labo đấy cũng rất là quan trọng nữa. Nếu mà thực sự là mọi người không thích cái môi trường đấy, không thích cái con người đấy, thì làm việc 3 năm rất là stress, cái test nó đủ stress rồi. Thì nếu mà mình không thích cái môi trường xung quanh nữa thì không sớm thì muộn cũng sẽ cảm thấy kiểu trầm cảm rồi bỏ cuộc các thứ. Và cái đấy là kinh nghiệm xương máu của khá tháng người đấy nha. Không nhở. Ok thôi, giờ để mình nói một vài cái đi, để cho chị Thu chị ăn, như nãy giờ chị nói quá trời nói. Thì đại khái là cái lúc mà mình cũng có tìm hiểu một xíu về chuyện học làm nghiên cứu ở Pháp, nhưng mà lúc đầu mình nghĩ là nghiên cứu là phải kiểu rất là serious, kiểu nghiêm trọng, xong rồi nhìn người thì lúc nào cũng lân lân trên mây, như kiểu mấy thiên tài tán học này nọ cái kiểu các bạn. Nhưng mà lúc mình chơi với chị Thu mình biết là thật ra nó không phải vậy, cái đó là tùy người. Tại vì đó, sẽ có những người tùy chủ đề nữa, và là tùy ngành người ta làm. Như kiểu chị Thu thì chỉ cũng đại khái cũng không có đến mức mà lúc nào cũng cắm cuối rồi làm. Cái ngành của chị nó cũng khá là sao nhở, hiện đại, mà tính của chị thì cũng vui, không phải kiểu lúc nào cũng như các ông thầy mà đeo kính nhầy cộm, xong rồi các bạn thấy như là trên TV này nọ kiểu đó. Đấy là lý do tại sao chị phải chọn một, không phải chọn, kiểu chị quyết tâm làm cái test này một phần là bởi vì rất thích cái thầy hướng dẫn của chị. Hợp tính khủng khiếp luôn, nghĩa là kiểu nói chuyện nó hợp nữa, không phải chỉ nói chuyện công việc mà còn nói chuyện những cái chuyện ngoài lề, riêng tư, gia đình, bạn bè, các thứ có thể chia sẻ được ấy. Cái người phụ trách làm việc với mình thường xuyên rất là quan trọng. Nó phải, mình phải thực sự là có một cái connection kiểu personal với người ta luôn ấy, chứ không phải chỉ mỗi là kiểu ta làm xong rồi mày check cho tao, mình ok không, ok làm tiếp đi, thì nó sẽ khổ, nó cực kỳ nhàm chán, mà nó cái cuộc sống của bạn sẽ chỉ xoay quanh làm việc. Nên có một số người thì thích như thế, một số người lại thích là kiểu đi làm là phải kiểu ca ghế, nghĩa là phải mọi người phải nghiêm túc và không liên quan bất cứ cái chuyện gia đình, bạn bè, cá nhân, các thứ không dính vào. Đấy, có những người như thế, cái đấy là tùy một tính nhau, nhưng mà riêng mình thì sự là mình không thể làm việc theo kiểu đấy được. Riêng chị thì chị thấy kiểu mặc dù văn hóa Pháp cũng rất là ok, mình cũng hòa nhập được đấy, nhưng mà kiểu cái văn hóa của mình cũng một chút khác biệt ấy. Cái cách suy nghĩ của mình cũng có một chút khác biệt, mình phải dung hòa hai thứ với nhau. Thì có rất nhiều người Pháp, người ta không hiểu được cái chuyện là mình đã cố gắng để dung hòa với họ. Hiểu? Có rất nhiều, nếu có một con bạn Pháp của chị cái bảo là khi mà tao đi sang nước ngoài, tao đi exchange 1-2 năm, tao mới hiểu được nỗi khổ của bọn mày. Khi bọn mày đặt chân đến Pháp vào năm 18 tuổi không biết một cái gì hết, mà hoang mang, sợ ấy. Thì đấy, người ta chưa bao giờ trải qua cái chuyện là phải dung hòa với một nền văn hóa hoàn toàn khác, kiểu cách xa nửa vòng trái đất, thì họ sẽ không thể hiểu được những cái khó khăn nhất định của mình. Khi mà làm việc với những cái người mà người ta hiểu được cái chuyện đấy là rất là tốt, bởi vì như kiểu học những cái labo ở Insa, đa phần là các thầy đều rất là open mind, được rất là kiểu quan tâm đến sinh viên nước ngoài, bởi vì họ đã biết là làm việc với sinh viên nước ngoài rồi. Nhưng có rất nhiều người dù làm việc với người nước ngoài hàng chục năm nay rồi, nhưng người ta vẫn không thể hiểu được cái những cái khó khăn của người nước ngoài, và cũng có một chút racist nhất định. Thôi bây giờ mình chuyển sang một cái câu hỏi khác cũng khá là quan trọng trong test nhá. Đó là làm sao để mà cái test của bạn làm có cái nguồn hỗ trợ về mặt tài chính, là financement của test. Làm test ở Pháp thì bắt buộc là các bạn sẽ được trả lương.
lương sẽ hơn SMIC một chút thôi, nhưng mà sẽ được trả lương. Tùy, thật ra lương còn tùy xem là phim nguồn SMIC small thế nào. Có hai nguồn SMIC small chính, đấy là nguồn SMIC small. Nói chung là liên quan đến của công, tiền công á. Có một còn cái bên public á, còn bên nó sẽ là bên private, tức là bên tư, bên công ty các thứ. Thì cái quần tư đấy nó gọi là test shift á, mọi người hay gọi là test shift. Thì cái test shift đấy nó sẽ được công ty trả lương, và các bạn sẽ dành một nửa thời gian ở mình ở labo với các thầy, và một nửa thời gian còn lại sẽ phải đến lab của công ty làm một cái việc gì đấy lằng nhằng. Thì test shift sẽ được trả lương cao hơn rất nhiều, cao hơn cỡ khoảng tầm cái gấp rưỡi cái test bình thường luôn. Nhưng mà có rất nhiều labo không thích test shift, bởi vì test shift bạn họ coi là mất một nửa thời gian của cái công việc nghiên cứu cho những cái việc chạy vặt ba lăng nhăng ở công ty. Cho nên là nhiều người ta không thích test shift. Và chưa kể là cái test bên công ấy thì nó có một cái nguồn học bổng. Bên công thì có một cái nguồn là có hai nguồn financement bên công là financement của labo sẵn có, nghĩa là họ lấy ở đâu đó mà trong cái project đó đã có một cái lượng tiền nhất định để làm test. Còn một cái là kiểu họ lập trong cái project nhưng họ không có tiền, thì khi đấy họ phải tìm một cái sinh viên có một cái hồ sơ khá là đẹp, tức là điểm phải trên 12 chấm trung bình, xong rồi trường cũng phải xịn xịn, xong rồi nói chung là các môn điểm phải cao và thường là phải top đầu lớp, top 1, top 2, top 3, top 5, maximum là top 5. Thì sau đấy sẽ nộp hồ sơ lên Ecole Doctorat, tức là trường tiến sĩ, và họ sẽ xem xét xong rồi đi thuyết trình các thứ. Thì họ sẽ bắt đầu, họ sẽ cho học bổng, gọi là học bổng MOOC, gouvernement, là làm theo công kha, gọi là làm theo công kha doctorat. Thì lương ôi nó nghèo. Nhưng mà thì rất nhiều người lại thích cái đấy, bởi vì thứ nhất là nó củng cố cái địa vị của cái labo ở trong giới, bởi vì là có MOOC là ok, rất là khá là ngon. Chưa kể là cái thầy, cái director, the test của các bạn ấy, thì người ta cũng sẽ có một, người ta sẽ củng cố được địa vị người ta trong trường. Trong trường. Và đằng nào thì đối với họ thì thực sự là có MOOC vẫn hơn là không có MOOC, kiểu như vậy. Có MOOC thì có nghĩa là chứng tỏ là mình giỏi hơn, kiểu như vậy. Học bổng phải đấu tranh để giành được cái gì. Đấu tranh thì nó cũng khó hơn là cái gì không phải đấu tranh, đúng không? Thôi bây giờ mình nói thêm một xíu đá hơi chuyện bên ngành của mình ha. Thì các bạn cũng biết là mình không có học trường kỹ sư mà là trường kiến trúc. Thì tại sao bên kiến trúc người ta cũng có làm test như bên chị Hu nhá. Mà em thì em không có tìm hiểu sâu, không có tìm hiểu, em chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi, tại vì mình không có ý định làm nghiên cứu ở bên Pháp. Thì đại khái bên ngành của mình nó khác biệt một chỗ là để tìm một cái sujet để mà nghiên cứu là do mình phải tự tìm, chứ không phải là người ta pose lên trên một cái trang web hay là cái gì đó để các bạn chọn. Và một khi mình đã tìm được một cái sujet đó rồi ấy, thì cũng chính mình là người tìm đến cái người hướng dẫn luôn. Cho nên là phải móc nối khá là nhiều cái mối quan hệ. Tại vì thật sự là Ecole Doctorat của một vùng ấy sẽ liên kết với nhau. Kiểu UNIF Lyon là nó sẽ bao gồm tất cả các cái trường Ecole Doctorat ở Lyon và các vùng lân cận, trên ngay trên các thứ. Thì nghĩa là không phải là cứ là dân kỹ thuật thì sẽ suốt ngày cắm mặt và sẽ chỉ gặp dân kỹ thuật đâu. Thì chị cũng gặp rất nhiều những cái bạn làm test ở các ngành art plastic, social, người làm ngành luật các thứ hàng test, cũng có rất nhiều người làm test đấy. Những cái test đấy phải lên đến 7 năm. Những cái test như về ngành hơi có chút môn xã hội ở đấy thì nó sẽ rất là lâu. Và thường là các bạn phải tự financement cho mình luôn, thậm chí không có books. Và thậm chí là phải kiểu đã có việc rồi làm cái test nó chỉ là việc extra thôi, chỉ là việc làm thêm với part time thôi. Bên chị là có một cái hội bác sĩ, người ta làm bác sĩ, sau đó thì người ta một thời gian người ta sẽ làm research đấy, thì sau đấy họ sẽ có một cái PhD thêm cái ngành bác sĩ, thì nó đã là MD, còn cái này là PhD, cùng là doctor, nhưng mà một cái là philosophy, một cái là medical. Thì họ sẽ làm test lâu hơn và làm đến khi nào họ muốn, nhưng mà maximum chỉ được 7 năm. Kiểu vậy. Và khi làm test thì những cái test đấy thì là do sujet cho họ tự chọn, director cho họ tự chọn. Cái gì họ tự hoàn toàn quyết định cái parkour của mình đặt ra. Đó là cái chính xác, là cái mà ở bên trường mình đấy, mà ai đang muốn làm nghiên cứu sẽ làm như thế. Thường ở bên trường mình ít ai mà kiểu sinh viên vừa mới ra tốt nghiệp xong thạc sĩ thì làm nghiên cứu ngay lắm. Thường mọi người sẽ không có tiền, là tại vì bạn phải tự finance cho chính cái tài liệu nghiên cứu, cái luận án nghiên cứu của mình đó. Thường mọi người sẽ đi làm để có tiền, sau đó muốn làm nghiên cứu sẽ quay ngược lại làm nghiên cứu đó. Và Nhân nhắc tới cái chuyện financement đó, thì thường mọi người sẽ liên kết ngay tới chuyện làm sao để nộp hồ sơ làm nghiên cứu. Thì đấy,
tùy đấy, còn tùy vào dạng final small nhá. Thì nếu mà final small còn specific với cả test mà đã có final small sẵn rồi ấy, thì đến lúc mà đến tầm tháng 5 thì mọi người có thể nộp hồ sơ cho Ecole Doctorale, tức là cái trường mà sẽ cái trường nó sẽ quản lý cái test của mình á. Thì hồ sơ nói chung là nó sẽ có bao gồm kiểu điểm thi, điểm học master, xong rồi letter motivation, xong rồi có letter recommendation của các thư giới thiệu của các thầy các cô các thứ. Thì nói chung là một khi mà đã có final xong, bạn có tiền rồi thì nó rất là đơn giản, nên cực kỳ đơn giản. Muốn làm gì cũng được, thật sự là muốn làm gì cũng được, thì thường là sẽ được chấp nhận 100%. Còn nếu mà khi đã làm works thì cái việc bạn nộp hồ sơ làm test nó sẽ liên quan luôn đến việc nộp hồ sơ xin works, và phải nộp từ tháng 5, sau đó đến tháng 7 mới biết được kết quả. Thế là mọi người, nếu mà mọi người chờ cái kết quả đấy thì cũng là nên để ý xem những cái option khác nữa. Nếu chờ đến lúc tháng 7 thì tất cả các test khác nó đã lại được bị lấy hết rồi. Thế thì đấy, thì nộp hồ sơ đấy nó chỉ có bảng điểm, có kiểu bảng điểm từ trường master, hoặc master sẽ có trường nó yêu cầu bảng điểm từ L1 luôn á, từ năm nhất thôi đấy, sẽ có trường đòi, nhưng mà có đa phần là sẽ chỉ đòi master 2, master 1, 2 năm gần đây nhất. Sau đó thì lấy thứ hạng, xong rồi thư giới thiệu của trường, thư giới thiệu của labo, motivation của mình và cái plan của mình sau này các thứ bla bla. Thật sự cái plan sau này thì cứ phun lụa mà chảy máu thôi, thì không ai biết sau này mình sẽ làm gì. Nhưng mà các kiểu trường hợp của chị là chị làm test books hay là test chị làm test books. Cái lúc nộp như thế thì có cảm giác là có nhiều nộp như chị. Một Ecole Doctorale nó sẽ có khoảng tầm 20 suất books. Và cái suất books đấy thì nó sẽ chia ra thì thường là sẽ có tỷ lệ chọn không phải là quá cao, sẽ tầm 1:2, thậm chí 1:1.5 tầm đấy thôi. Nhưng mà vấn đề ý là các cái trường này, khi mà một khi các bạn đã nộp books này vào đấy rồi, tức là các cái đi cách test của mình nó cũng phải có một chút gì đấy quan hệ ở trong cái trường đấy rồi. Chứ không phải tự dưng đùng một phát bảo là ơ đi cách test của tao là giảng viên của trường INSA dạy dạy gì, dạy toán tin à, các thứ linh tinh, sau đó nộp một cái test medical ở một cái trường cái Ecole Doctorale liên hoạt động 100% medical. Đấy là trường hợp của chị, một lần một năm chị đã làm cho đấy và fail 100% luôn, bởi vì cái mentality, cái cách suy nghĩ của hai cái mục tiêu của trường với cả mục tiêu của labo với cả mục tiêu của mình nó khác nhau ấy. Nên là họ không thể hiểu được là mình muốn làm cái, là nó không hiểu được cái mục tiêu của mình đặt ra cho cái test đấy, rất là khó để có thể hiểu được nếu mà không ở trong cùng một ngành hoặc là chưa từng làm việc với những cái người trong cái jury. Ok, hay, rất cẩn thận. Nó là strategy nữa chứ không phải chỉ mỗi là hồ sơ đẹp hay là giỏi hay không. Thì câu hỏi tiếp theo mà mình nghĩ là rất nhiều người quan tâm đến, có nghĩa là trong lúc mà bạn làm test đó, thì bạn chỉ đơn giản là làm nghiên cứu thôi hay là bạn còn có thể làm được một cái gì đó khác, những cái hoạt động khác xung quanh cái chuyện mà bạn làm nghiên cứu nữa? Đúng rồi, thì nói chung là làm test thì làm full time nghiên cứu, nói chung là gần như là full time, nghĩa là họ trả lương cho mình là trả lương 7 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần làm nghiên cứu. Nhưng mà theo sau đấy thì nó sẽ có rất nhiều các hoạt động xung quanh khác. Thì vì làm test thì các bạn vẫn có một cái statue gọi là étudiant, vẫn là học sinh. Thì étudiant salary, étudiant được trả lương, học sinh được trả lương. Vẫn phải đi học, nhưng mà không phải học theo kiểu là lên lớp ngồi cày mửa thứ đấy. Mỗi Ecole Doctorale họ sẽ yêu cầu sinh viên test của mình phải hoàn thành trong vòng 3 năm, trong có 3 năm để hoàn thành một cái lượng giờ formation nhất định. Formation thì tiếng Việt là gì? Các cái khóa học ngắn hạn nhất định. Thì ví dụ như Unitrium thì họ sẽ có kiểu bao giờ trường họ sẽ chia làm hai loại, là một cái là chuyên ngành, một cái formation chuyên ngành, một cái formation những cái formation traversal, kỹ năng mềm. Như trường chị là nó là peer nhất của có thể của peer thôi, tức là trường như kiểu Edis, trường medical ở Unitrium, trường Edis hơi Unitrium chút ở Unitrium thì chỉ có 20 tiếng thôi, 3 năm khoảng 20 tiếng. Trong đó đã có một cái cua gọi là seminar ethics, tức là học về đạo đức á, đạo đức nghề nghiệp ấy, là bắt buộc phải làm, mà cái cua đấy đã 14 tiếng. Nhưng còn các trường khác thì đa phần sẽ khoảng tầm 120 tiếng. Còn trường của chị ở Saint Etienne thì nó bắt 200 tiếng. Trong đó có 80 tiếng học về chuyên ngành, tức là khoa học, và 120 tiếng các cái hoạt động lung tung ba lăng nhăng khác. Thì chị đã học như kiểu là khóa học dành cho các giảng viên, tức là học cách đi dạy học, xong rồi học gestion the stress, gestion the tone,
kiểu dạy cách quản lý thời gian, quản lý stress, xong rồi có những khóa học tiếng Anh, tiếng Pháp các thứ cho những người nước ngoài các thứ bla bla. Mọi người nên hoàn thành trong vòng 200 đầu tiên thì thực sự nó không có thời gian đâu, không có thời gian. Và có một cái hay ở trường chị là may là nó cho rất, nó đòi rất nhiều tiếng, nhưng mà nó lại có một cái thêm vào đấy là có thể validate giờ, tức là có thể giảm số giờ học bằng cách là đi dạy học. Thì đó là một cái activity khác của làm test, tức là khi bạn làm test của, ở trong labo dính vào một trường nhất định thì bạn có thể đi dạy học. Như kiểu mình bên ở Việt Nam hay gọi là trợ giảng đó, nhưng mà mang tiếng là trợ giảng nhưng mà bạn sẽ phải đứng lớp của mình. Mà chị Hồ ý là được đi conference này là đi hội thảo ở những... Thì làm test, làm nghiên cứu thì bắt buộc là phải công bố nghiên cứu của mình cho thế giới. Thì nói chung là ai cũng sẽ được đi các cái làm động lập test gì, hoặc là sau này làm nghiên cứu cũng thế, ai cũng sẽ được đi hội thảo. Và thường các hội thảo sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và mình đã được đi Canada, đi Anh, đi Paris, đi Việt Nam. Đó là lý do tại sao phải tìm một thầy thầy phụ trách cool, tâm lý và cực kỳ cool cho đi Việt Nam để dự hội thảo. Thực ra chủ yếu là đi chơi. Kiểu đại khái là thầy cũng tâm lý, biết là chị Thu không có đi làm nghiên cứu, không có về Việt Nam thường xuyên được ấy, nên là thầy bảo là thôi bây giờ tìm một cái công việc nào đó ở Việt Nam đi, xong rồi tao mày về vừa thăm nhà mà vừa đi làm việc công luôn. Ông ấy rất là cool, bởi vì ông ấy bảo là kiểu tao muốn, chủ yếu là tao cũng muốn kiểu quay về đấy lúc mà tao đang làm việc cái này, và kiểu được biết là kiểu nó thậm chí không cần phải đi du lịch kinh khủng đâu, mà chỉ là ông bảo là ông muốn biết là kiểu mày lớn lên như thế nào, mày đã sống 18 năm ở Việt Nam như thế nào, các thứ kiểu môi trường ở đấy như thế nào, các thứ thì nó rất là cool luôn. Đi sưu tầm như thế này thì rất là cool. Rồi bây giờ đến câu hỏi cuối cùng đó là khi mà chị Thu kết thúc test xong, hay là những cái ngồi mà thường người ta làm test xong thì người ta sẽ làm gì sau đó? Thật sự là bây giờ chị chưa quyết định đâu nhá. Nhưng mà thật sự là có những option như thế này. Tức là một các option là tôi bảo là các em đi làm luôn, mình đi làm luôn thôi. Đi làm như một engineer nhưng mà lương sẽ cao hơn vì đã có bằng bắc cộng 8 thì lương cao. Và sẽ làm được những công việc mà họ yêu cầu, như kiểu ví dụ yêu cầu là công việc làm trong EKD của research and development của các cái của các cái viện tư ấy, của các công ty tư ấy. Như kiểu ngành của chị thì có Siemens, Philips, Hitachi các thứ đó. Thì các ngành đấy thì họ sẽ có lab riêng để develop những cái sản phẩm mới. Thì họ thường họ yêu cầu phải là doctoral, phải có doctoral trở lên. Không thì mọi người có thể tiếp tục đi theo con đường nghiên cứu đầu to mắt cận. Thì nghiên cứu đầu to mắt cận kiểu này thì là kiểu người ta gọi là hướng đi academic đó. Thì tức là sau đấy thì mọi người thường là làm test xong sẽ đi làm postdoc 1 hoặc 2 năm. Thì làm postdoc 1 hoặc 2 năm để tăng thêm kinh nghiệm và tăng thêm số lượng các bài báo được phát hành. Sau đó thì sẽ đi thi để làm đi thi ở Pháp thì có CNRS này, có bên ngành của chị có một số hệ thống nghiên cứu khác ấy, nghĩa là nó không chỉ mỗi CNRS quản lý tất cả mọi thứ mà còn có một số cái tổ chức khác của chính phủ, thì họ sẽ quản lý những cái structure mình sẽ thi đúng kiểu thi luôn ấy, gọi là thi làm bài viết giấy xong rồi nộp run the research, project the research, sau đó phải đi phỏng vấn các thứ này nọ trai rất là nhiều. Thì đấy là đi làm structures. Và sau đấy thì lại còn có thêm một option nữa, đó là mọi người sẽ đi làm enseignant structure, tức là làm giảng viên đó. Thì sau đấy thì trong lúc làm test thì nếu mà muốn làm cái đấy thì trong lúc làm test thì phải đi dạy, chăm dạy. Sau khi làm test thì các bạn có thể nộp hồ sơ để làm maître de conf, tức là giảng viên, không maître de conférence, tức là giảng viên. Thì cái đấy thì nó khó hơn một chút ở một cái chỗ đấy là cái trường phải có post, các cái trường nó phải có mở post, tức là có một ai đó về hưu hoặc thăng chức các thứ này nọ đó, cha họ thiếu giảng viên thì họ mới mở cái post đấy ra, và thường cái post đấy nó sẽ liên kết với một cái labo của cái trường đấy, và cái labo đấy nó sẽ cũng sẽ mở một cái post tương tự ao xanh nhau của trường và structure của labo, nhưng mà nó hay là nó liên kết mật thiết với nhau. Và đấy mọi người cũng phải nộp hồ sơ để xin một cái chứng chỉ medical.com, sau đó đi phỏng vấn bla bla, và thường là sẽ phải sau đấy sẽ phải chuyển nhà chuyển chỗ, tại vì thường phải là rất hên thì mới có thể tìm được một cái post nó ở ngay cái chỗ mình đang làm, và kiểu tự dưng năm đấy có ai đó venue và tự dưng post nó mở ấy. Và đó là medical.com, xong thì mọi người có thể trong quá trình đấy sẽ lên professor chục năm, giáo sư, đấy là mức cao nhất rồi thì cho giáo sư. Còn về phía bên ngành nghiên cứu thì Maître de conf professor là tít cho dành cho enseignant đó. Còn bên structure thì bên finger structure thì nó sẽ là kiểu structure, sau đó là structure de structure, tức là phụ trách về mảng gì đó. Sau đó sẽ có HDE,
không nhớ tên là cái gì luôn á, chết rồi, không nhớ cái tắt của cái gì, nhưng mà chỉ những người lấy được HDR thì mới được làm director the test. Ở Pháp có làm test bằng tiếng Anh nha. Hả? Ừ, cho nên những bạn nào mà không giỏi tiếng Pháp thì có thể, thậm chí vẫn có thể làm test bằng tiếng Anh. Họ không quan trọng đâu, nhất là test về science thì gần như là họ không hề quan trọng là mình có giỏi tiếng Pháp hay tiếng Anh hay không. Nhưng mà chỉ còn cái bài viết của chị bằng tiếng... Được làm tiếng Anh mà. Okay. Nhưng mà cái test kiểu cuối ấy, thì sẽ phải có một phần là tiếng Pháp, nhưng thật sự cái đấy có thể nhờ dịch rồi các thứ này nó lại cho ai, không quan trọng. Nói chung là không cần thiết phải giỏi tiếng Pháp để có thể làm test. Và có thể thậm chí có thể xin test từ Việt Nam. Thì nhảy ra đây không nhất thiết là phải học thạc sĩ đâu ta. Nhưng mà bạn khá giỏi tiếng cũng quan trọng đúng không? Nếu như mà theo quan điểm của chị đi, nếu mà chị làm test mà chị giỏi tiếng Pháp thì vẫn tốt hơn chứ không? Làm test thì thực sự là khi mà mình đã sống ở một cái môi trường ở đâu cũng thế thôi, không phải chỉ mỗi ở Pháp. Nên khi mà mình đã sống trong một môi trường thì tốt nhất là nên biết thử tiếng của người ta. Ít nhất là phải biết những cái thứ chúng ta giao tiếp hàng ngày tối thiểu. Thì cảm giác họ sẽ có cảm giác... Đấy, ví dụ như đấy, như chị là chị muốn có thể nói chuyện, có thể chia sẻ với đồng nghiệp các thứ ấy, thì nói bằng thứ tiếng Anh nhiều khi có nhiều người ta không thoải mái. Cũng có nhiều người phía bên Sion sẽ là khá là open minded, từ đây là kiểu rất là cực kỳ cool về chuyện là không biết nói tiếng Pháp. Nhưng mà chị thấy biết tiếng cũng là một cái lợi thế, và nhất là khi mà mình phải sống ở Pháp trong vòng 3 năm chẳng hạn, thì thực sự biết tiếng Pháp nó cực kỳ có lợi. Không phải kiểu đến lúc mà mọi người nói chuyện tồ bên cạnh mình không hiểu cái gì, hoặc là đi chợ, đi búa các thứ. Nói chung là một khi đã sống bên này thì nên biết tiếng. Nên có một chút, nên bỏ ra một chút thời gian và công sức để học tiếng. Ok, video phỏng vấn của mình tới đây là kết thúc rồi. Hy vọng là đã giải đáp thắc mắc được của các bạn. Nếu các bạn có thêm thắc mắc nào, các bạn có thể để comment dưới đây. Nếu mình không trả lời được thì mình sẽ nhờ chị Phương trả lời cho các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nha, bye bye. Chào mọi người.